À, xin kính chào các bạn yêu cơ. trong uh, video này kênh học thứ online sẽ gửi tới các bạn phần bình luận về cái ván đầu thứ hai của ngoại tinh lê khách vương thứ nhất và xuyên thục thiếp trịnh duy đồng trong cái giải của tướng tài thần bôi vòng tứ kết thì trong cái ván đấu đầu tiên thì vương đi lợi thế đi tiên thủ đã dùng pháo đầu binh bảy tấn công rất là sắc nét và giành được chiến thắng trung cuộc trước trịnh duy đồng nhưng mà ngay sau đó ở ván đấu thứ hai với lợi thế chỉ cần hòa thôi nhưng mà vương thứ nhất đã thất thủ trước trịnh duy đồng chúng ta có thể thấy trịnh duy đồng hai ván đi hậu sau đó đều dùng cái khai cuộc Điên chỉ lộ về chuyển thành đối bình cục và đã đánh, đánh cho Vương thứ nhất không thể có đường đỡ thì sau trong cái video này thì kênh học của tôi lại sẽ phân tích cùng các bạn nguyên nhân dẫn tới hình cờ thua dành cho bên Vương thứ nhất trở lại thực chiến của vắn đấu ở đây bên tiên Trịnh đi là cờ đầu tiên binh 7 đến 1 bên đen binh 7 đến 1 hình thành đối bình cục và mạng 8 đến 7 mạng 8 tiến 7á 8 bình 9 tự 3tấn 5 và xe 9 bình 8. Ở đây thì bên đèn của Vương mã 2 trên 4 nhảy mã quỳ giữ luôn pháo những cái đường phát triển quân rất là thông dụng của hai cao thủ. Xe 1 bình 3 và xe 1 tiến 1. Xe 9 tiến 1 đến từ Vương thứ nhất. Trịnh đi đồng xe 1 bình 6 chiếm lộ. Các bạn có thể thấy sau một vài nước cờ tới đây thì bên đèn nó thúc bình 3 tiến 1 lên. Ăn qua và đấu cây. Pháo 9 thoái 1 đang dọa bình vào lộ 7 để kích xe. Bên đèn thoái về. Xe 6 tiến 1 và phở hai bình 3 những nước cờ rất là thông dụng của hai bên ở đây thì chúng ta đều có thể thấy là hai cao thủ đều đi vào những biến hóa được coi là mạnh nhất của hai của cái cuộc này mã 7 tiến 6 và c3 bình 2 yêu cầu đầu cây đến từ vương thứ nhất giảm áp lực của trận hình trịnh tiến xe và mã 4 thoái 2 về một nước cờ gây ra những sự nhũ loạn cho bên vương thứ nhất nước cờ đầu tiên dẫn tới một cái hình cờ xô lệch quân dành cho bên đen mã sau tiên 8 ở đây các bạn nhìn thấy đang có nước cờ bắt pháo nhưng mà đây chỉ là một cái âm mưu bề ngoài thôi còn bản chất của nước cờ mã sau tiên 8 này của Trịnh Thị Đồng là đang ám phục cái thủ đoạn rất là tinh vi là, là sẽ phục cái nước cờ là pháo 9 bình 8 để bắt mã đồng thời chiếu tướng của bên đen ở đây thì Vương Thiết đưa ra cái biến hóa của anh trong cái trận pháp này là phương án là pháo 8 tiến 2 bắt mã nhưng mà đây cũng không phải là một cái biến hóa tích cực nhất dành cho bên đen chúng ta sẽ xem cái biến hóa tốt hơn dành cho bên đen trước trong cái bối cảnh này trong cái thể thức cận giờ thì vương thuyết đã không thể xuất ra được cái tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiên của mình và nó thất thủ trong cả hai ván đấu đi hậu sau đó thì trong cái bài phỏng vấn mà khi vương thuyết có cho biết là trong cái thời gian khi mà trịnh đi những nước cờ ở phần hậu khai cuộc ấy, thì bên vương thất là không đủ thời gian để anh nhìn ra được cái đường đường hướng đỡ chính xác ở đây thì bên đen một nước cờ cao tay hơn là phải lên nước cờ tự năm tiến ba vén tượng lên ý tưởng của nước vén tượng lên này nhằm giữ đường của pháo đồng thời sẽ đằng công vào đường tượng ngược trở lại của bên tiên ở đây nước cờ chính xác của bên tiên phải là lên tượng nhưng mà ở đây nếu mà bên đỏ tấn công gấp theo cái phương án vào chín bình tám ấy thì bên đen của vương thứ nhất sẽ có thủ pháp uh, tiến chiếu ép bên đen bên đỏ phải lên sĩ và mã hai chiến ba các bạn nhìn thấy hình cờ vẫn là bên đỏ vẫn có thể tấn công à, nhưng mà sau khi tấn công như vậy thì vị trí của con tượng vỡ khiến cho bên đỏ phải lên sĩ và khiến cho hệ thống quân của bên đỏ tắc quân và rất khó hình thành được cái hệ thống tam quân xe phó mã để tấn công À nhưng mà trong cái bối cảnh cận giờ thì Vương thiết không nhìn ra được những cái đường hướng xử lý nó chính xác hơn anh ở đây anh đi vào một cái biến hóa là pháo 8 tiến 2 phương án thứ 1. Các bạn nhìn thấy sau khi pháo 8 tiến 2 thì bên Trịnh Đồng lập tức là pháo 9 bình 8 đầu cây ăn đi và uh, sĩ 4 tiến 5. Chuyển qua bắt pháo xe 9 bình 8 thoái mã về à, sự khác biệt ở trong hình cờ vừa rồi là khi bên đen có thủ pháp đánh gãy gãy tượng và bắt buộc bên đỏ phải lên sĩ thì nếu mà bên đen ra xe chín bình tám trong hình cờ ở cái hình cờ trước ấy, thì chúng ta sẽ không tồn tại cái đường cờ là mã ba thoái năm về quan tâm để có thể chuyển pháo qua tấn công vào đường cánh của bên đen ở đây thì bên vương thứ nhất xe 8 tiến 4 để không chế điểm cao nhưng đây cũng không phải là cái giải pháp ổn thỏa ở đây một nước cờ cao tay hơn dành cho trịnh duy đồng sẽ làm một cái đường hướng tấn công trực tiếp tức là ăn pháo đi ở đây bắt buộc là bên đen phải xe 8 tiến 2 thì bên đỏ sẽ có thủ pháp rất là cao tay là tượng 7 tiến 5 vừa khống chế cái đường xe về sau sẽ phát triển mã 5 đến 7 hình thành tam quân xe pháo mã và tấn công vào trận hình của bên đen nếu mà đánh ra hình cờ này thì chúng ta có thể thấy rõ là ngoại tinh lái khách nhân vật số 1 của kỳ đàn sẽ bị gặp những cái lâm nguy cực kỳ lớn ở đây thì bên Trịnh Như Đồng không đi nó cờ là ăn xe pháo ngay, anh chuyển pháo qua theo cái ý tưởng tấn công à, từ cái máy tính trước đó. Đây là cơ hội à, để cho Vương Thiết có thể khống chế lại phần nào đó cục diện. Anh lập tức đi lực cờ là pháo 2 bình 5 khống chế trung lộ, đồng thời đang có ám phục cái thủ đoạn là pháo 7 à, tiến 7 ăn tượng tắt cuộc à, bên đỏ lên tượng và bên đen mã 7 tiến 6. Tới đây thì nếu đánh chính xác ấy thì bên đen của vương Thết hoàn toàn có thể đánh xong vẳng à, so với bên Trịnh Vĩ đồng nhưng mà trong cái bối cảnh à, chúng ta biết là bên tiên đang có thế công mà bên hậu chỉ cần đỡ sai một đường thôi thì sẽ rất là nguy hiểm. Vào 8 bình 9 đang có đường cờ dọa chứa rút bên đen lên sĩ và mã 5 tiến 3. Vương lập tức ăn mã vào trung tâm. Đang có lực cờ bắt đôi ép buộc phải đầu cây và sau đó là xe tám bình 5. Ở đây thì chắc chắn là con mã chết. Trịnh Duy đồng không muốn xe của bên đen ăn xuống anh lập tức là xe 8 đến 1 và vương phá long tiền 2 chiều tướng lên sĩ ở đây thì bên đen nếu mà đánh chuẩn cờ ấy, thì phải sẽ lại anh ta sẽ đi ra cờ là binh 9 tuyến 1 theo phương án này thì các bạn có thể thấy rõ là vẫn để con xe ở vị trí điểm cao đồng thời hệ thống quân của bên đen bây giờ hiện tại thì đã đang là hơn một con bình 5 đồng thời đang pháo đầu chấn nổ trung lộ. Hình cờ này thì nếu đánh ở trong thể thức cờ chậm ấy, hai bên có thời nhiều thời gian để suy nghĩ thì đây là một hình cờ ưu thế dành cho bên vương thứ nhất. Ở đây thì vương không đi bình 9, anh lập tức pháo 5 bình 9. Bên đỏ chiếu tướng lên sĩ và sau đó là uh, tiến pháo lên để cô đường uh, pháo đen, một nước cờ cũng rất là hay của bên uh, trịnh đi đầu. Uh, vương chiếu tướng lên tượng và xe 5 2 ăn tượng đi ở à, thì sau khi bên đen ăn tượng như vậy thì Trịnh Dường đi lắc cờ là xe 8 tiền thoái hai bắt pháo các bạn có thể thấy ở đây là chắc chắn là pháo sẽ bị mất à, không thể thoái về được nếu mà thoái về thì bên đỏ người ta tiến chiếu bắt buộc phải dâng pháo lên và mất cây còn nếu mà về đây thì vẫn là một hình cờ cực kỳ à, nguy hiểm các bạn có thể thấy nếu mà đánh như vậy Ở trong cái bối cảnh khi bị bên Trịnh Di Đồng thoái xe về bắt pháo như vậy Chúng ta thấy là bên Vương Thiết cũng có, có Anh ta có suy nghĩ một chút trước khi quyết định ăn tượng Nhưng mà quyết định sau đó của Vương không phải là một quyết định hay nhất Trong cái bối cảnh trên Ở đây thì Vương đi lớp cờ là xe 5 bình 3 à Bên đen ăn về và thoái về đây để cô cây Với hy vọng là về sau có thể bắt lại pháo Đồng thời khiến cho bên đỏ không thể phát động lực thế công nhưng mà đây cũng là một cái tính toán có phần sai lầm của ngoại tinh là khách. Trịnh Việt Đồng pháo 9 bình 8 và Vương vào 9 bình 8 qua. Ở đây thì bên các bạn nhìn thấy rõ là cái sai lầm của bên Vương thứ nhất trong hình cờ trước đó. Ở đây nếu mà đánh chính xác cũng khá nhiều đường hướng để có thể thoát cây dành cho bên đỏ đơn giản nhất. À bên Trịnh Việt Đồng có thể đi là Vương án xe 7 đến một chiếu tướng và chuyển qua đây đấu quân các bạn có thể thấy nếu mà đấu quân như vậy thì bên đỏ hơn pháo và chắc chắn giành thắng lợi ở cửa tàn thực chiến của ván đấu từ đây là bên tiên thoái pháo về đang dọa đường cờ đánh một tượng thì chúng ta có thể thấy ở bên đỏ đánh kiểu gì thì cũng là ưu thế rất lớn thôi nếu mà Liên tướng đây thì sẽ là chiếu tướng đấu cây đi và chuyển tàn hai pháo chắc chắn là giành thắng lợi trước đơn pháo của bên đen trong cái bối cảnh mà bên đỏ vẫn còn rất nhiều tốt à, mình sẽ phân tích tiếp cùng các bạn cái phương án ở đây nếu mà bên đỏ đi một nước cờ là pháo 8 thoái 2 về để chuyển hướng để tấn công đây thì phương án này thì không ổn thỏa bởi bên tiền vẫn là chiều tướng và sau đó giật về ngăn đường pháo luôn các bạn có thể thấy cái việc chậm nhịp của bên Điên Trong cái bên đen của Trịnh Nguyên Đồng Của Vương Thiết trong cái bối cảnh Đó khiến cho trận hình của anh không thể phát huy được Tác dụng của con, con pháo Ở đường đáy Tới đây sau khi bên Trịnh Nguyên Đồng Giật con pháo 8 thoái 3 về Thì bên Vương Từ năm bình 4 Ăn qua, về sĩ Chuyển về những cái đường cờ Chuyển cánh rất nhanh nhẹn của bên Trịnh Duy Đồng ngăn luôn đường pháo và tiến lên lấy căn cho xe. Thoái về bắt tốt. Bình chín tiến 1. Thoái về lấy căn cho xe. Ở đây thì ở bên đỏ bình pháo vào trung tâm. Đe dọa đấu cây. Bắt buộc phải đấu cây rồi. Chuyển qua và đấm binh lên. Các bạn có thấy những đường cờ xử lý rất là hay của bên Trịnh duy Đồng. Anh ta vẫn đưa được một tốt qua sâu. Và hình thành một cái cờ tàn rất là ưu thế dành cho bên tiên hai pháo một binh ở những cửa này thì mình sẽ đi rất nhanh mình cùng các bạn xem những diễn biến tiếp theo cách mà trịnh thị đồng xử lý dứt điểm ban đầu à, vương thoái pháo về ý tưởng của lực thoái pháo này là mong muốn để đấu cây để cầu hòa nhưng chắc chắn là trịnh thị đồng không để cho vương có thể đấu cây đơn giản như vậy được thoái về à, đóng pháo vào ngũ đang dọa lực cờ ăn sĩ chuyển qua thoái pháo chín thoái ba một những đường cờ xử lý cực kỳ cao tay của trịnh huy đồng ở đây thì trịnh huy đồng đã xuất ra chiều đầu tiên là ăn vật sĩ ở đây các bạn thấy không thể ăn sĩ lên được nếu mà ăn sĩ lên thì sẽ bị bên đỏ đóng pháo vào ngũ bắt chết pháo ngay vương bình thường qua chiếu tướng vào và bình sáu tuyến một đấm tốt xuống và lại đóng vào đây các bạn có thể thấy hình cờ tới đây thì bên Trịnh Như Đồng đã pháo chí bình 5. Ở đây thì bắt pháo nếu mà pháo chạy thì vẫn là ăn tốt vào trung tâm hình thành một cái tàn cục tất thắng dành cho bên tiên. Ở thực chiến thì Vương ăn về và Trịnh trước khi ăn pháo đã có nước cờ ăn vào sĩ tâm chiều tướng và sau đó lên sĩ. Tới đây thì Vương thứ nhất là chấp nhận buông cầu nhận thua và chúng ta có thể thấy một vài nước sau đó thì Trịnh Nguyễn Đồng sẽ có thủ pháp là chuyển pháo qua lộ 7 và sau đó kéo xuống vị trí của tượng và sau đó đâm bình vào lộ 6 để sát cuộc ở và chúng ta sẽ quay lại trong cái phân tích được hình cờ trước đó để chúng ta xem liệu Vương Thiện đã sai lầm ở đâu trong cái bối cảnh mà ở một hình cờ Trung Quốc mà anh đang cân cờ trước Trịnh đi đầu Đây mình sẽ quay trở lại một chút cùng các bạn cái hình cờ mà dẫn tới bên vương thế Nhất đi vào một cái biên hòa yếu để khiến cho Trịnh Nghị Đồng ở cái ưu thế hơn cây và giành chiến thắng. Đây, đây chính là cái mấu chốt lớn nhất của cái vấn đề khi mà Trịnh đi Đồng đi lớp cờ là xe 2 thoái 2, xe 8 thoái 2 về bắt bắt pháo. Ở đây thì đánh chính xác hơn. Ở thì bên đen của vương Thế nhất lên đi nó cờ là xe 5 bình 9 cướp tượng chúng ta sẽ xem cái khác biệt giữa cái hình cờ này và cái hình cờ mà bên vương không ấn tượng mà bình xe qua về sau kéo về ở đây chắc chắn là bên đỏ sẽ bình qua bắt pháo vương chuyển qua đây Ở à bên đen bên đỏ đánh tấn công tiếp thì phải tách con pháo qua thì bên các bạn nhìn thấy sau khi hình cờ này ấy thì sự khác biệt lớn nhất giữa hình cờ trước đó khi mà bên vương thiết không ấn tượng ấy là cái đường pháo có sự khác biệt cái đường pháo chín hiện tại thì bên tiên không thể thoát cây bằng cái tình huống là chiếu tướng và nó chuyển xe qua bắt được đồng thời cái vị chuyển vị trí không có tượng như này cũng sẽ khiến cho hệ thống quân của bên đen đặc biệt là con pháo ở đường 9 linh động hơn trong việc chuyển cánh sẽ là pháo 9 thoái 4 về các bạn nhìn thấy pháo 9 thoái 4 này đang ám phục cái thủ đoạn là sẽ bình qua vào đường 2 đấy để tấn công ngược trở lại hệ thống quân của bên đỏ đồng thời hệ thống quân của bên đỏ đã vỡ tượng hình cửa này thì hai bên là cân bằng khi mà bên đen hơn được bình 5 và bình 9. Nếu mà ở đây bên đỏ thoái về thì sẽ này chuyển qua đây các bạn có thể thấy là tốc độ việc, việc của khiến cho bên đỏ không còn tượng ấy thì tốc độ chuyển quân của bên đen sẽ nhanh hơn, đồng thời sẽ không bị cái nước cờ ám phục chuyển cây của bên đỏ bằng đường cờ là xe 7 tiến 1 và sau đó chuyển qua bắt lại pháo. Chúng ta có thể thấy nếu mà đánh cờ như thế này thì hai bên là cân bằng nhưng mà trong cái hệ thống cân bằng này ấy, thì bên vương thứ nhất sẽ là người dễ chơi hơn. À, như vậy là mình vừa trình bày cùng các bạn video về cái ván cờ thứ hai của ngoại tinh là khách đã để thua trịnh duy đồng trong cái giải tứ kết của giải cờ tướng tài thân bôi và trong cái ván đầu thứ ba sau đó thì kênh của mình cũng sẽ sớm cập nhật biên bản và gửi các bạn phần bình luận chuyên môn về ván đấu này và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong video tới